chuyển đến level 3 mà nó có tận level 6. Đang cười khùng thì bị bắt ngủ. Ngu, ai mà mày cười tao? Ngu. So boring. Chán vãi trường. Chúng ta phải trốn. So we can exchange the class. Không, còn đâu có thấy cái mặt cười nó lơ lửng đâu. Chờ cháu, vào đi. Leo. Mát này thì đơn giản hơn, chỉ là ít kép nhẹ nhàng thôi, không phải là kinh dị nữa. Chơi đơn giản mà qua giờ mà sợ hey. Thế nào đấy, quỳnh hoa cu te. Chơi cái quần xì gì vậy? Escape the class. Trốn khỏi trường học. Hợp với chúng mày phết đấy. Hợp thêm với lại mấy đứa mà kiểu hợp với mấy đứa mà chán học như chúng mày ấy. Từ từ đứng đấy đợi xem nào. À thôi. Sức con bụi người kịp chứ. Đi nhanh mà. Mới vào hả? Hay vào lâu rồi? Mới vào. Gym class. Trời ơi, bọn nó không được. Vãi cả trưởng, gym class tức là đây là phòng tập thể hình mà đến cái thằng huấn luyện viên nó còn béo hơn cả mình. Giống mấy ông dạy thể dục đi. Chú chờ cháu á, mày vào chơi cùng Hoa này, Quỳnh này. Đúng. Hoa nó cũng mới vào đấy. Con đang đi. Có đi đường nào nhỉ? Ai biết. cái lúc xuống cống mà đi bên trái bên phải. Mày đi đằng sau. Đi sẽ có một cái là quạt, một cái là đất thì mình phải tìm cái đất ấy. Tìm cái đất. Tìm đi cả hai bên mình sẽ thấy. Rồi. Nãy con định nhảy xuống test thử. Giờ ra ma luôn này. Sao mà chết được. Úi giời, ba chọc con nít. Khó. Ôi nhầm, dễ. Dễ nó over that. It's time for football. Đá bóng nữa hả? Giờ anh con với chị con đang đi bão và 1-2 giờ mới về. Đi bão cả? Chỗ mày có mưa không? Không. Hà Nội mưa đi bão ở cận nhất đi. Đi bão ở cận nhất đi à. Chắc 1-2 giờ mới về. Tại kẹt lắm. Đi bão thì 1-2 giờ về là đúng không? Kẹt lắm. Ngoài miền Bắc là mưa. Lúc có cái quạt đi bên nào? À nhưng mà không tới. Ok ta. Đi bão có gì đâu, đi bão thì có ai mà cùng các bạn ấy đi cùng vui được nhỏ hết các thứ vui. Đúng á, đợt Việt Trì của chú cũng có bão, chú họ Việt Trì của chú cũng có bão. Nhưng mà đi bão như thế nhưng mà phải đi cùng bạn cơ, hò hét hơi vui mà hè về hét về khản cổ luôn. Ôi vãi cứt ông thầy, bụng bia vãi cứt. Này bơ bong bóng rồi. Phải có. Ôi chết tôi nghĩ.
mình lại còn bị xoang nữa. Nếu mà bây giờ mà đi bão là mình sụt xịt mà nó ốm ấy. Ui chú ơi, ôi. Chị con đi bão mà chị còn quay được cái clip cái bà kia mới đi bão mà mất cả chuông mẹ. Trời ơi, điên rồi. Bọn nó mặc cái quần đi áo của chuông. Bọn nó mặc cái quần không áo mà siêu nhân như các thứ. Thôi, 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 thôi. Ghê đó. Không mặc gì rồi. Bọn nó... Ủa? Bọn nó mặc cái bộ đồ kiểu siêu nhân các kiểu thì đã đành. Đây, đây, chân của chuồng, sợ. Ủa, cái gì đây? Bởi check your internet connection and try again. Ủa? Thật ghê mà. Cây ui. Cặp thằng thầy giáo. Đi cắt treo, có gió lung lay sợ lắm. Có gió lung lay. Chú đi cắt treo một lần rồi. Không, đi cắt treo lên đỉnh núi Bà Đen. Tây Ninh là đi chùa đúng không? Đi núi Bà Đen. Thì cái chùa, chùa nó trên cái núi Bà Đen ấy. Có, đi xong rồi con về nhà bác con xong rồi lại quẹo ra cái chỗ kia không biết tên. Nhưng mà cái chỗ đây có một cái vườn khỉ. Là cái chỗ mà con quay đấy. Ừ, rồi rồi, có khỉ. Tất cả mọi người trong xe cổ vũ con khỉ bẻ gáy cái kính xe. Còn có ông ngồi đằng sau con á, hay lắm, hay lắm. Đâu, cười, thấy cười mẹ, ghê gớm lắm. Con trai. Thật thấy kiểu cười của mày ghê quá hả? Yêu. Đấy, có bố con với mẹ con đấy. May đấy. Có bố con với mẹ con đấy. Kinh hơn. Thế thì làm gì? Mày sắm máy tính đi. Sắm máy tính đi, chơi như kiểu Quỳnh ấy. Quỳnh nhà có máy tính. Hi, nhà Quỳnh giàu. Nhà Quỳnh giàu có máy tính. Hi hi. Ôi chết cha. Biết mà. Chẳng qua mình được học sinh giỏi, mình không đòi thôi. Chủ yếu là Hoa nó khoe học sinh giỏi chứ không phải là Hoa nó khoe không có máy tính đâu. Gấu bông đâu? Gấu bông á, để tao mua cho mày con mới. Không, con đấy. Mày điên à, tao mua cho mày con cá vẫn là cá heo mới. Chứ mày dùng cái con mà tao gắt chân bao lâu nay rồi dùng làm gì? Có mùi. Đủ các loại mùi. Game này có 3 cái mùi đâu. Thế qua level tiếp theo, cách đầu tiên là tìm lối thoát. Chú hửi thử chân chú, coi chân chú mùi gì. Mùi gì, tao bị điên rồi, tao ngửi ra đi. Ngửi để biết xem mùi gì. Thực thể nó chết thì mình qua hả? À. Không mà biết được. Không đồng bảo là cái map vừa rồi chú chơi á. Map back room ấy. Ồ, the back room mà. Wow, thật là do mất. Bịt chết. Gọi mày qua chưa chú? Từ nào? Mở cửa. Ủa, con cứ tưởng lớp con không có liên hoan chứ. Liên hoan thế định liên hoan mặn hay ngọt? Không biết. Cô con bảo thứ 6 liên hoan nhưng mà chứ liên hoan cái gì? Thứ 7 nghỉ hè. Thứ 6 nhận giấy khen xong liên hoan. Lấy giấy khen lót đồ ăn cho ngồng. Được nghỉ hè là sướng rồi. Chú hôm liên hoan cũng là hôm nhận giấy khen. Con sẽ lấy giấy khen con lót đồ ăn. À đâu, lót cái ly. Con ngồng. Giống chú lấy bằng đại học để mẹ lót chuột đây này. Đấy là hồi trước. Lấy bằng đại học để chết lót chuột. Lớp có 10 đấy học sinh giỏi thôi. Con sẽ... 10 đấy học sinh giỏi sẽ... Mày là một trong số học sinh giỏi hả? Giỏi. Đúng. Ơ, chú không thấy cái so gì con đăng danh hiệu giỏi à? Không. Biết đọc chữ không? Không. Đi. Chú bị tha hóa học lâu rồi. Mù chữ.
Gym Club. Ơ cái gì đấy? Mẹ uống bia này. Ui dồi ôi, nói gì độc láp ui ui dồi ôi. Liều. Nói chuyện liều. Ghét người đi thật. Lồng tiếng chán. Nhìn cái dòng chữ ở dưới, nhìn cái mồm không thế nào. Úi dồi. Macro Doc phải nói chỉ thế thôi, thế nó mới nhẹ game. Ôi, mày nói từng câu từng chữ đúng chứ. Thế này chứ. Mày đi mà làm map. Ai đấy? Thế kêu ca đéo gì. Nó làm map cho mà chơi là hay rồi. Nó như quên. Đi từ từ thế nào. Úi dồi ôi, vào đây còn ông cái tiến sĩ mồm y chang. Ờ, đúng rồi. All I have to do is but meet đi tôi nghĩ là end chấm hang. Mai đi học rồi buồn quá. Mai đi học rồi buồn quá. Thứ bảy là ấy đúng không? Thứ bảy nghỉ hè. Ờ, thứ bảy nghỉ hè. Sướng nhờ, hôm nay được. Wow, phù phép. Ta da. You may now go in on at a time. Chú có được nghỉ hè đâu. Chú mở mic lên đấy mà thuyền lười. Kệ chú. Không, đang bảo là cái ông Gen đang đọc comment. Ờ. Ơ, qua tới giới thứ 3. Giới kẹo. Ơ, không quên. À, sẽ qua bên kia. Tùng. Bạn thích bởi. Ui, có mấy con gấu này nhìn thiểu năng đấy. Ok, lỗi cam. Yeah, swim. Đi đường nào đây? Đi màu nào? Màu xanh hụt. Màu vàng. Bơi xuống vãi đi. Màu đỏ. Yêu dâm ba này này. Ghép dễ. Màu tím. Đi tới đây mà lỗi cam chạy con kính lên. Hôm nay cái ông lái xe là cái ông mà tài trợ cho cái chương trình, cho cái chuyến đi này. Ông ấy dậy trễ xong đi tới nhà con để lấy ô tô chở đi trễ. Xong rồi lên xe ông tại lúc ông tới là anh con đi thay quần, chị con cũng đi thay quần. Xong rồi lên xe ông ấy bảo, ông ấy còn giả như là gì, các em phải nhanh nhẹn lên, mà ông ấy là người đi trễ nhất. Ảo thật đấy. Này là tự vả. Ơ, có cái ông tao sao sư này ngủ này dặn đầu không? Mày nhảy lên mấy cái thùng ấy. Mày phải nhảy lên mấy cái thùng ấy. Tao lại có cái cuốn sách The Tale of Epic Duck. The Tale là cái đích gì? Không biết. The Tale là gì đấy. Cái bảng giảng cái gì đấy. Ơ, bây giờ làm gì? Ơ, làm cái gì? Mày phải trèo lên cái ba cái thùng. Có cái, sẽ có cái thông gió ấy. Ờ. Thì mày đi, phải nữa? Đi hết thông gió đấy. Mày sẽ nhặt được một cái thẻ. Nhặt thẻ thì mở chìa khóa, à mở laser ở cái phòng học mà mày vừa nhảy đó. Ui ôi, mẹ giật cả mình, mẹ qua cái phòng giật cả mình. Oh my god. Thật là thú vị. Ờ, sao cái cửa ở ngoài đấy lại có đám mây? Là đi ra một cái lên thiên đàng à? Ai biết. Ờ, mày có thể lên thiên đàng. Chơi mấy cái mắt. Dăm 30 cái laser này. Ôi hả, đi qua cái bột. Đi em. Là thế. Nhớ cái hôm mà tại vì em chơi game hai người vui. Ờ.
mùng 1 tháng 6 này có event Play Together nhá. Để tặng quà, chủ yếu là để tặng quà thôi. Thì event gì? Chưa biết đâu, chưa đang nghĩ. Để tặng đó quà, chủ yếu để tặng kỳ, tặng quà cho mấy. 1 tháng 6 mà Tết của thiếu nhi mẹ đi em đưa. À, mẹ Tết đưa thiếu em đi nhi có lì xì không? Tết thiếu nhi có lì xì. Tết thiếu nhi không gọi là lì xì nhé. Tết người lớn với lì xì. Làm gì có Tết người lớn mày? Đấy là ngày thiếu nhi chứ không phải là Tết thiếu nhi nhé. Tết chú gọi là Tết thiếu nhi. Không thích gọi đi. Mày bố tao hả? Ừ. Ờ thì con chào bố. Bố chào con. Cút. Lên. Ôi trời ơi, quả map nhanh quá. Congratulations, Dr. Dom. You have escaped the screen. Yeah, chú đã thắng cái screen rồi. Mr. Lion. Ủa con chưa kịp. Con chưa kịp chơi nữa. Gà. Gà. Gà, cút. Đừng để con lóng. Tính lóng như kem nè. Như kem à.